Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ cô nàng ở vị trí thứ hai nào. Chào bạn. Trước thì em xin gửi đến hai MC xinh đẹp thân thiện cùng với hai bạn cùng chơi và cùng với khán giả và ekip một lời chào trân trọng nhất. Cái này giống em nè. Lời nói đầu tiên cho phép gửi đến toàn thể quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất. Sau đây em xin tự giới thiệu sương về mình. Em tên là Yến Nhi, năm nay em vừa tròn đôi mươi. Nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên, sale bất động sản và em đang học ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Sở thích của em á là xem phim, nghe nhạc. Em rất thích đi du lịch cùng với người yêu vì trước giờ em chưa bao giờ mà được đi du lịch với người yêu hết á. Vậy là giống mình rồi. Bắt tay đi anh ơi. Ok luôn. Em xin một câu thả thính. Mặt em tròn như cái quẹt mo. Anh nào với được ấm no cả đời. Có anh nào muốn về đội với em không ạ? Anh nào cũng muốn về. Yến Nhi nè, quê ở đâu mà bạn có giọng nói rất là hào sảng dữ vậy ta? Dạ, quê em ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Em ruột của chị, cái giọng nó sang sảng như vậy. Nó sang sảng. Thấy không, giọng trời cho. Chị Việt Hương ơi, giọng em với chị giống nhau nhưng mà tâm tánh mình hiền lành đúng không chị? Hiền lắm em. Tại cái giọng của chị thôi. Không? Nội ngoại nè, bên nội thấy sao hiền không? Không. Bên ngoại hiền không? Yêu của nội nhất à. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của bạn gái vị trí số 3. Dạ, em tên là Kim Nga, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở quận 4. Cao mét mấy nè? Dạ, hiện tại em cao 1m62 ạ. Được luôn, làm nghề gì bé? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng. Tuy em làm nhân viên văn phòng nhưng mà em không có nhạc đâu nha, hơi bị mặn đó. Dạ hả? Nhẹ nhàng vừa muối. Nhân viên văn phòng, về lo sổ sách, làm giám đốc nhiều khi căng thẳng, công chuyện nhiều. Vợ lo luôn. Còn Sang sao? Sang coi như bỏ. Mời bạn số 4. Dạ em chào hai anh chị ạ. Em tên là Huỳnh Tâm, năm nay em 20 tuổi. Công việc hiện tại của em là diễn viên và thỉnh thoảng thì em cũng có tham gia một vài quảng cáo và bộ phim ạ. Có điểm chung với Thanh Sang rồi, quản lý. Không anh ơi, bên đây là diễn viên ca sĩ nè. Bên em cũng đang rất cần để có một người hỗ trợ em TVC quảng cáo. Cái gì cũng có cái chỗ Trường Giang trong đó. Trường Giang nhận những người bạn. Em nghĩ là 2, 3, 4 đều hợp với em hết. Cái sống của Giang mạnh quá, Giang bắt hết luôn á. Nghe cái giọng ấn tượng với ai nè Sang? Thì có lẽ là bạn số 4, bạn Huỳnh Tâm. Chị chạy vô cái buồng đó, chị nói thử cho em nghe nha. Thôi. Chị chạy vô. Chị muốn nằm em cầu ai thích cho chị vô cái phòng đó. Để cái hình bé gái đó mà cái giọng của chị, được không? Giống như là lồng tiếng hả chị? Ừ, nhưng mà cái giọng chị sao em nói cho chị biết coi. Cảm xúc rất là... Cái mặt làm rung quá vậy. Cái giọng của em vậy nhưng mà cái mặt của em có thái độ á. Không, cái này anh Hoàng bên em. Giờ em đang nói là cái giọng chị Hương đang rất là sao em. Em luôn em nói không được. Để cho người ta tự nhiên ta nói. Chị quay lưng đi nè, em nói đi. Thôi bạn nói tiếp. Sợ. Đó vợ mà. Đó là cái cảm nhận của riêng Sang. Dạ, Sang nói đúng. Cái bạn số 4 bạn không có nói bạn là MC. Dạ. Nhưng mà cái giọng trầm ấm, ấn tượng cái giọng thôi. Bây giờ mình xem cái ốp lưng điện thoại đi. Ây chà, dễ thương luôn. Tâm ơi, sao em thích con heo? Con heo nhìn nó hạnh phúc. Nhưng mà em xài điện thoại màu đỏ kìa. Vậy màu sắc yêu thích nhất của em là màu gì? Dạ em thích màu đỏ. Màu đỏ, màu vàng ạ. Còn hai anh này, hai anh trai hết màu gì? Em thích tất cả các loại màu sắc. Em thì em thích màu xanh. Xanh gì? Đây là màu xanh nè. Màu xanh dương anh, số 3 kìa. Số 3 đó, số 3 màu xanh kìa. Xanh đó là xanh lá, xanh ngọc không? Phải là xanh. Nhưng mà nền điện thoại màu xanh dương. Tôi thấy cũng có một chút gì đó đồng điệu rồi đấy. Đồng điệu rồi đó. Số 3 ơi, tại sao em lại có cái ốp lưng đó? Cái hình đó là dán thêm hay sao bé? Dạ, ốp lưng của em hình con khủng long. Bạn xài bao lâu rồi? Dạ em xài chắc khoảng hơn nửa năm rồi. Em nhưng mà mình vẫn có cơ hội để chọn bạn số 2 nha. Em có câu hỏi gì với cái ốp lưng đó không? Tại sao nó tên của nhiều thành phố New York, rồi Los Angeles, Tokyo, London, Paris, rồi có phải là những nơi đó bạn muốn đến không? Đúng rồi anh, em rất là thích đi du lịch nhưng mà em vẫn chưa được đi. Anh thì có thể đảm bảo cho ước mơ của em tất cả đều thành hiện thực. Dạ. Em Nhi, tại sao em chọn cái ốp lưng đó? Tại vì em thích tất cả các loài hoa và đặc biệt em thích hoa hồng vì nó tượng trưng cho sự lãng mạn. Và em cũng muốn người yêu em khi quen tặng cho em hoa hồng. Có phải là trong bài hát là em thích hoa hồng vào mùa đông, được anh ôm phía sau lưng, đúng không? Dạ. Tần số nó rung rõ ràng rồi ha. Em vậy thôi bây giờ coi màn hình điện thoại đi. Em số 1, mấy tuổi mà em chụp tấm hình này? Dạ không, đây là hình cậu gái thứ nhất của em. Số 2 là hình của em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Lúc này là em đang 5 tuổi á chị. Quý vị xem đài thân mến, quý vị có muốn xem hình Việt Hương hồi nhỏ không? Nếu có thì cho xem đi chị. Chị sẽ để lên cho tất cả mọi người thấy. Và không được chê xấu nha, tại vì xấu tàn nhẫn. Xấu tàn nhẫn. Xấu lắm. Tại công nghệ chụp ảnh ngày xưa đó chứ không phải giờ tại chị. Độc quyền chị. Lần đầu tiên chia sẻ trên sóng truyền hình. Ôi chị ơi, em tưởng là con trai, em tưởng là con trai. Cái mỏ y chang. Chị đã thể hiện được cái chất của mình ngay từ nhỏ. Và tôi sẽ gửi tấm hình này up lên nha. Đây là hình thôi nôi Việt Hương. Lúc này Việt Hương đang không ngồi vững là còn được một cái bàn tay nắm ở đằng sau để ngồi. Di diễn lại cái nét y chang luôn á. Ừ, Kim Nga nè. Đây là em sao? Dạ không mà cái đó là bé chó nhà em đi làm mẫu ảnh. Vậy là bên đây thích chó. Tiếp tục hỏi bạn số 4 đi. Bạn yêu thích mèo cho nên là bạn lấy hình trên mạng để hay là mèo của mình? Dạ hình này là hình trên mạng em tải về. Sáng em thích coi màn hình nào chị mở cho coi. Số 1, nội dung bên trong điện thoại của bạn Tâm. Cái bàn tay đó của em hả? Dạ đúng ạ. Cho chị coi bàn tay em đi. Ôi bàn tay đẹp quá. Ủa cái hình mà bạn nữ mà cụp cái nón xuống là hình của bạn hả? Dạ đúng rồi, hình của em. Cho chị coi tấm đó luôn đi. Đó, đoán được gì đoán. Bàn tay bé đẹp quá. Cái xương quai xanh. Xương quai xanh của bạn có nghĩa là bạn này là một người có cái dáng khá là cân đối. Anh Sang ơi, anh thích con gái mặc đồ như nào ạ? Nếu như là bạn gái của anh thì muốn mặc gì cũng được. Tại vì đẹp cho người đó mà cũng đẹp mặc cho anh. Em thích bạn gái mình mặc theo phong cách nào? Em thích mẫu bạn gái mình mặc theo hai phong cách. Một là phong cách sang trọng để phù hợp với công việc. Hai là anh mặc theo phong cách basic thôi, bình thường hàng ngày thôi. Cho em hỏi là em thấy anh Sang có vẻ như thích hát á. Mà em không biết là anh Sang thích hát dòng nhạc nào ạ? Em thì thích hát nhạc bolero. Nhưng mà do cái thị trường khi mà đi ra đi làm á, cho nên là em hát nhạc trẻ được luôn. Tặng chị một câu bolero đi. Buồn lớn xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mưa lối. Vỗ tay, vỗ tay. Thanh Sang mới tặng cho bạn Nga nha. Dạ bây giờ nhưng mà chị vẫn muốn từ bạn số 1 tiếp tục phát ra cái hình này của em đi em. Có một cầu thủ bóng đá của đội Bayern Munich đó chính là Schweinsteiger đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đấy là thần tượng của em từ năm 2008. Anh Sang ơi, anh có thích đội bóng nào không ạ? Anh thì không có rành về bóng đá cho lắm, chỉ biết được đội tuyển Việt Nam thôi. Nhưng mà anh thấy là trên cái điện thoại của em có rất là nhiều hình đi du lịch. Cái hình mà tóc vàng của em ở trên cái bãi biển là đang ở đâu vậy? Quy Nhơn ạ. Dạ hình này là 2 năm trước. Anh Sang với anh Giang có anh nào thích đi du lịch không ạ? Có anh. Cả hai luôn. Anh Sang đi được những đâu rồi ạ? Anh thì đi cũng khá là nhiều rồi. Từ miền Trung trở vào là gần như là đi hết rồi. Anh thì đi du lịch cả nước Việt Nam chắc còn vài tỉnh nữa thôi. Và anh thì chủ yếu là cứ trung bình là 1 tháng sẽ đi 2 chuyến. Anh Giang ơi, anh thích đi du lịch ở tỉnh nào ở Việt Nam nhất ạ? Anh ấn tượng nhất với cả Nha Trang và Đà Nẵng. Nó mang đến cho mình một cái không gian nghỉ dưỡng rất là thoải mái, con người thân thiện và quan trọng là cái khí hậu cũng ôn hòa nữa. Với Gia Lai thì sao? Theo như em được biết thì Gia Lai cũng là một cái vùng khá là nắng nóng. Nhưng em nghĩ rằng là bất kể là ở đâu mà có được một cái người bạn gọi là tần số của mình thì em nghĩ rằng là đi đến đâu cũng sẽ được mát mẻ dễ chịu mà thôi. Anh ơi, đúng là có duyên bởi vì quê ngoại của em là Nha Trang ạ. Bây giờ qua bạn màn hình số 2 đi. Em hâm mộ Thái Vũ hả em? Em hay đóng phim của Pháp TV hả? Vậy không chừng là chị biết bạn này đó nha. Biết không? Có thể. Nguyên kiếp mà. Cái hình lúc nhỏ đó là của ai vậy? Dạ lúc nhỏ đó là hình của em hết đó hả? Đâu cho anh coi thử. Cưng quá ha. Trời ơi, không bù cho tôi không có cọng tóc nào. Đấy là tóc quá trời tóc. Hồi nhỏ là tóc em rất là quăng mà dày nữa. Sinh nhật em ngày bao nhiêu đấy? Sinh nhật em ngày 21 tháng 5. Em xin hỏi một chút về anh Trường Giang ạ. Ngày tháng năm sinh của anh là ngày nào ạ? Anh sinh ngày 25 tháng 6. Cho em hỏi anh Sang. Anh sinh ngày 3 tháng 10. Bé Yến Nhi ơi, cho anh xem cái list nhạc của em đi. Sở thích của anh Trường Giang là nghe nhạc gì ạ? Gu âm nhạc của anh thì chủ yếu anh nghe nhạc Âu Mỹ và nhạc buồn thôi. Anh thấy trong cái list nhạc của em thì nó trùng bài với anh khá nhiều. Bài anh thích nhất là bài nào ạ? Bài anh thích nhất là cái bài City of Star của phim La La Land đó. Anh ơi, em chưa có đi coi mấy phim đó, anh có thể dẫn em đi coi được không ạ? Gài một cách tinh tế, dễ chịu. Giang, hỏi thiệt nha, hồi nãy Sang hát rồi, Giang biết hát không? Em cũng biết hát một chút, từ ngày giờ em cũng được đào tạo từ nghệ thuật ra. Thôi thì xin phép Sang nhá. Bạn cùng chơi. Ok, xin phép bạn cùng chơi. Em sẽ thể hiện một đoạn của ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Thôi bây giờ mình xin phép tác giả mình đổi hình em ở lại được không? Vâng, đúng rồi, em sẽ đổi lại là em ơi lại. Rồi, xin phép Đạt Di nha. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người mang đến đâu rồi. Được à, giọng Cà Mám được luôn. Vậy thôi giờ cho chị coi màn hình của bạn số 3 đi. Sao nó ngủ mà em chụp nó luôn vậy? Cưng chó lắm hả? Hầu như trong điện thoại em thì hơn phân nửa hình là về chú chó của em. Chó được đi chụp hình quảng cáo luôn mà. Nó gắn bó với em bao lâu rồi? Dạ, nó mới gắn bó với em nửa năm thôi. Nhưng mà em yêu chó từ nhỏ rồi. Em ơi cho chị xem vài tấm hình gia đình nè, người thân nè, đồ ăn nè, cảnh trí đồ của em coi. Món Tây đó là đồ mình tự làm hay là mình thích mình mua? Dạ, cái đó là em lưu lại để những khi nào mà em rảnh thì em có thể đến trực tiếp cái shop đó để em xem và em mua. Bổ sung một chi tiết cho Nga nhé. Anh từng là chủ của một thương hiệu trang sức. Em đã bỏ nó 1 năm qua để em theo đuổi công việc mỹ phẩm, chuẩn bị quay lại với cái ngành trang sức này. Wow. Vâng, vào cuối năm nay. Lý do? Nó vẫn là một trong những cái thị trường tiềm năng ạ. Mới lại cái thứ hai là em vẫn yêu thích công việc ngành trang sức. Gia đình em đông người không? Em thì có một chị gái đã lập gia đình rồi. Dạ, có hai vâng. Chị với em thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Gia đình em làm nghề gì? Ba mẹ em và cả chị gái em và cả họ hàng em đều làm về bên công chức nhà nước. Tại sao em lại đi nhảy ra em làm kinh doanh? Ba mẹ em thì rất là tôn trọng về cái nghề nghiệp và con đường ước mơ của người con của mình. Sang ca hát đi đây đi đó. Ba mẹ đồ gì có đồng ý cho em theo nghề này không? Ba mẹ em thì rất là ủng hộ em. Tại vì ngày xưa ba em á là một nghệ sĩ theo đoàn hát cải lương. À vậy cũng yên tâm, cha mẹ cũng đồng ý cho hai vợ chồng đi nghệ thuật là ngon. Bé Tâm ơi cho chị xem hình đi. Sao đơn giản dữ người ta. Em có hơi giật mình sợ luôn á. Dạ, tại vì em có thói quen là khi mà chụp hình rồi em sẽ up lên Facebook hoặc là em sẽ tải lên Google Drive chứ em không có lưu trong điện thoại ạ. Em cảnh gì vậy? Cảnh gì mà em thích nhất em cho chị coi cảnh đó coi. Cái hình đó là ở đâu vậy bạn? À, cái này là hình trên đường về quê em chụp lại ạ. Quê nào? Em ở Cà Mau ạ. Bạn ở ngay cái khu nào? Dạ em ở trong rừng luôn ạ, em ở U Minh ạ. À U Minh Hà đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ ở dưới người ta chỉ nuôi cua với trồng lúa thôi ạ. Cua Cà Mau là phải tới Cà Mau ăn. Nghe nói Cà Mau cua ngon lắm. Đúng rồi. Sắp tới em cũng có về quê, anh chị có muốn mua cua Cà Mau không ạ? Nhỏ có duyên nữa. Ủa em chịu. Có gọi là cái tư duy kinh doanh. Em lòng anh nhận. Ủa phải tặng chị Hương với anh Hoàng. Không phải bảo mua dùm. À mua dùm hả? Đúng rồi chị ơi, mua dùm lắm mấy Tâm ơi. Dạ, cho em hỏi hai anh là hai anh thích người con gái có tính cách như thế nào ạ? Đối với anh thì là một người phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp. Rồi, còn Giang? Em chỉ đơn giản nghĩ rằng là cùng tần số với nhau, cùng hợp nhau thì có thể đến được với nhau. Để cảm thấy chị Hương đấy. Vâng đúng rồi. Sau khi nói chuyện với 4 bạn, 2 bạn đã thấy rung rung với tần số nào chưa? Trước khi quý vị muốn biết, mời quý vị giải lao trong vòng ít phút.